Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Sao Hàn. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý trong ngày và những thông tin xoay quanh những ngôi sao K-pop của chúng ta các bạn nhé. Mới đây thì hàng loạt idol K-pop đã đổ bộ thảm đỏ GMA 2022. Những hình ảnh mới nhất về những nhóm nhạc nam nữ có mặt tại đây ngay lập tức gây bão cõi mạng mọi diễn đàn. Đặc biệt thì visual của các mỹ nhân thuộc gen 4 K-pop càng khiến dân tình phải suýt xoa vì họ quá xinh đẹp và tỏa sáng. Dù những ống kính máy ảnh zoom cận các idol gen 4 vẫn tỏa sáng hết sức làm fan phải sốc visual. Thứ nhất, Trang Won Young của IBU. Xuất hiện cùng với các thần tượng nhóm IBU, Trang Won Young không chỉ xinh như công chúa mà còn được khen lớp trang điểm ấn tượng. Người đẹp gắn liền với lớp make up hết sức trong trẻo, thuần khiết, in đậm visual chuẩn công chúa. Vì thế nên fan dành những lời khen có cánh hoa mỹ nhất cho công chúa K-pop. Thứ hai, Yuna của Itzy. Em út nhóm Itzy, Yuna cũng là một trong những thành viên sở hữu visual đỉnh của chóp ở Gen 4. Cô nàng cũng liên tục gây náo loạn khi xuất hiện ở các sự kiện thảm đỏ và gần đây nhất là GMA 2022. Yuna đã khẳng định rõ nét nhan sắc khí chất hệt búp bê sống trên thảm đỏ. Mỹ nữ 10X hết sức tự tin, thoải mái tạo dáng trước ống kính và khoe nhan sắc lấn át nhiều người xung quanh. Thứ ba, Minzy của NewJeans. Sân khấu GMA 2022 chính là thảm đỏ đầu tiên mà NewJeans tham dự trong sự nghiệp của mình. Tân binh hơn 2 tháng tuổi khiến dân tình dành nhiều lời tán dương cho nhan sắc cũng như thần thái và sự tự tin. Trong đó thì cô nàng Minji là một trong những mỹ nữ nhận nhiều lời khen từ công chúng nhất nhờ diện mạo ấn tượng, cá tính, toát lên sự bí ẩn và lạnh lùng. Thứ tư, Siwa của Jiayu. Mỹ nữ nhóm Jiayu sau nhiều năm gắn liền với mái tóc đen truyền thống đã thử nghiệm ngay màu tóc vàng sáng cực nổi bật, đặc biệt có mặt trên thảm đỏ cùng với các thành viên của nhóm. Siwa trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô nàng gây ấn tượng với làn da trắng như phát sáng cùng với gương mặt bầu bĩnh hiền hòa. Thứ năm, Xiao Ting của Kiwaner. Người đẹp nổi bật trong Kiwaner, Xiao Ting cũng là mỹ nhân được đánh giá cao về nhan sắc trong gian idol gen 4. Khi xuất hiện trên thảm đỏ danh giá, người đẹp không chỉ khoe nét đẹp sang chảnh mà còn hết sức trẻ trung và sáng bừng sân khấu. Thứ 6, Kazuha của Le Sserafim. Ngay từ khi debut, Kazuha cũng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc đáng gờm trong dàn idol nữ gen 4. Khi xuất hiện trên thảm đỏ mới đây, cô nàng lựa chọn gắn bó với outfit màu trắng trong trẻo thuần khiết, tôn lên tỷ lệ cơ thể mướt mắt. Cô nàng cũng được khen ngợi vì sự đáng yêu cùng diện mạo trong sáng. Bạn nghĩ sao về nhan sắc của các mỹ nữ nổi trội trên đây và hãy chia sẻ cho chúng mình được biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.